Rồi nhà vườn thông mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây bằng lăng hoa tím lá nhỏ phong thiên nhiên. Cây này sống khỏe rồi nhà mình nha. Cây này trùng cốt nha. Cây này có mã số là 921, có số đo hoành gốc là 55, chiều cao là 55. Cây này đang nằm bầu đất nuôi là 35 nhà mình nha. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 450k bao ship, bao sống nhà mình yên tâm nha. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ nhà mình này, cây xanh tươi tốt luôn. Cái này về nhà mình chỉ việc lên cái chậu thay áo cho em nó thôi là ok nha. Bằng lăng phong thiên nhiên nhà mình nha, trùng cốt, trùng cốt nha. Rồi mã số 921, 450k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây bằng lăng hoa tím lá nhỏ phong thiên nhiên. Cây sống khỏe xanh tươi tốt nhà mình nha. Cây này form mini, nhỏ mà có vỏ nha mình. Cây này có mã số là 922, có số đo hoành gốc là 18, chiều cao là 73. Cây đang nằm bầu đất nuôi là 25 nhà mình nha. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 300k bao ship, bao sống nhà mình yên tâm. Đây. Cây thân co luôn nha, co quá nha. Thân lắc lượng luôn. Cây quá khỏe nha mình. Cái này về nhà mình lên cái chậu cho em nó là chơi thôi nha. Rồi ok luôn. Form thiên nhiên. Có vỏ cho mình. Rồi mã số 922, 300k bao ship, bằng lăng hoa tím lá nhỏ nha mình nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây bằng lăng hoa tím lá nhỏ phong thiên nhiên nha mình nha. Cây sống khỏe rồi. Cây nhỏ mà có vỏ nha mình, cây rất là già luôn. Cái này có mã số là 923. Có số đo hoành gốc nha mình nha. Là 40, chiều cao là 78. Cây đang nằm bầu đất nuôi là 25 nhà mình. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 300k bao ship, bằng lăng hoa tím lá nhỏ nhà mình nha. Cây rất là già luôn. Nó nụ, mấy cái nụ rất là già, nụ thiều thân nhà mình. Form mini, nhỏ có vỏ nhà mình. Cây rất là già luôn. Rồi mã số 923, 300k bao ship, bằng lăng hoa tím lá nhỏ nha mình nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây trà Phúc Kiến, tên gọi khác là bùm xùm nha mình nha. Form thiên nhiên, cây sống khỏe rồi. Cây thân lắc lượng luôn nha. Xanh tươi tốt. Cái này có mã số là 924, có số đo hoành gốc là 32, chiều cao là 95. Cây đang nằm bầu đất green là 40 nhà mình nha. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 500k bao ship, bao sống nhà mình yên tâm. Đây, trà Phúc Kiến bùm xùm nhà mình. Cái này chung cốt nha nhà mình. Đây, thân co lắc lượng luôn. Cây này về nhà mình lên cái chậu chơi form thiên nhiên nha. Ok luôn. Cây sống khỏe đều luôn nha, xanh tươi tốt luôn. Rồi mã số 924, 500k bao ship, bùm xùm trà Phúc Kiến phong thiên nhiên nha. Rồi quá khỏe rồi. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây trà Phúc Kiến, tên gọi khác là bùm xùm phong thiên nhiên. Cây sống rất là khỏe nha mình nha. Cái này có mã số là 925, có số đo tổng hoành gốc là 40, chiều cao là 110. Cây đang nằm bầu đất rinh là 43 nha mình nha. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 550k bao ship, bao sống nha mình yên tâm. Đây, bùm xùm trà Phúc Kiến nha mình. Trùng cốt nha. Cây quá khỏe rồi, cây xanh tươi luôn. Cây này về nhà mình lên cái chậu chơi phong thiên nhiên là ok nha.
Rồi mã số 925. 550k bao ship. Trà Phúc Kiến bùm xùm nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn.